Các bạn thân mến, trong một số video trước đây, kênh từng giới thiệu với quý vị và các bạn về tạo tác bonsai từ cây hoàng dương. Hiện Trung Quốc là nơi cây hoàng dương được ưa chuộng để làm bonsai. Họ đã xây dựng được các vùng nguyên liệu phong phú, cung cấp số lượng lớn cây giống, cây phôi nhiều kích cỡ để các nghệ nhân thỏa sức tạo dáng nên cây thành phẩm. Cây hoàng dương rất chậm lớn, với bộ rễ khỏe mạnh, nhiều rễ cọc nên phong cách tạo dáng phổ biến nhất là phải khoe được bộ rễ của cây. Do đó nhà vườn áp dụng cách trồng cây trong ống nhựa cao hoặc bầu nhựa dẻo thông minh để nuôi dưỡng bộ rễ trong khi vẫn tiếp tục tạo dáng phần bên trên. Trong video này mời quý vị và các bạn xem quy trình cận cảnh họ tháo bầu, làm sạch và hoàn chỉnh bệ rễ cho một cây hoàng dương bonsai là như thế nào nhé. Cây hoàng dương sau khi được tháo bầu sẽ được loại bỏ bớt phần đất phía trên. Công đoạn này cần được làm cẩn thận tránh hư hại các rễ chính. Dùng nước xịt áp lực là cách tốt nhất để làm sạch. Sau đó, cây được tỉ mỉ cắt toàn bộ các rễ con, chỉ giữ lại các rễ cọc. Phần rễ lộ thiên này sau vài năm sẽ chuyển thành màu xám như phần thân cây vậy. Tiếp theo thì việc chọn một cái chậu phù hợp cho cây cũng rất quan trọng. Công đoạn cuối cùng là thêm đất, đắp rêu và cắt tỉa lại bông tán cho cây. Và đây là các tác phẩm hoàn thiện của bonsai hoàng dương. Hy vọng video này hữu ích cho quý vị và các bạn trong tạo tác bonsai. Các bạn cũng có thể áp dụng với một số loại cây khác phù hợp với kỹ thuật này. Xin chào và hẹn gặp lại!